Hello, tâm chào anh em, và sau với 3 video review Core i9 11900K, 11700K, 11400K và 11500F thì hôm nay chúng ta đến với video thứ 4 về thế hệ thứ 11 của Intel. Hôm nay chúng ta có 5 video, sau cái này có một cái nữa. Và hôm nay chúng ta đến một cái bài mình sẽ blind test gồm nhận tất cả các đồ này và mình cũng chưa biết nó như thế nào cả. Và mình sẽ cố gắng ép xông thử con Core i9 11900K này lên cái mức gọi là có thể tốt nhất để các bạn xem thử là kết quả chúng ta đạt được bao nhiêu. Và mình quên chưa nói là video hôm nay chúng ta tài trợ bởi Gigabyte và chúng ta sẽ có một cái phần quà giveaway dành cho các bạn. Đó chính là con SSD Gigabyte Arus Gen 4 và con này có giá là 2,8 triệu đồng và các bạn có thể tham gia giveaway ở trong phần dưới phần mô tả video nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ nói qua về các cái đồ hôm nay mình dùng để test. Và đầu tiên nó là con Core i9 11900K này. Và các bạn nào mà chưa biết khui hộp nó ra sao thì bây giờ mình sẽ khui cho các bạn xem. Các bạn nhìn nó hộp nó bị quằn tật là vằn không? Rồi, đẩy ra. Năm nay đóng hộp có vẻ khá là dễ dàng. Mình sẽ ấn vào đây. Ấn vào đây nữa. Đây, chúng ta sẽ có bên trong. Chúng ta sẽ có một con CPU Core i9 11900K. Đấy, mở rất đơn giản. Các bạn nào mà chưa biết mở như nào thì các bạn vừa xem cách vừa mở một con 11900K là sao. Và ngoài ra thì hôm nay mình có một sự góp mặt, đó chính là chiếc mainboard Z590 Aorus Pro AX. Hôm trước thì mình đã làm con Z590 Aorus Master rồi. Thì con Pro AX này giá thấp hơn một chút, nó khoảng tầm hơn 7 triệu cho một con mainboard. Và với mức giá 7 triệu, ban đầu thấy trọng lượng là nặng rồi. Chúng ta sẽ có một con mainboard và rất nhiều frame ở đây. Chúng ta có một có chiếc xe 590 và thiết kế năm nay nhìn chuyển sang tông màu gọi là màu nòng súng ấy, nhìn rất là gọi là thích mắt. Lần sau chúng ta sẽ không có backplate như với phiên bản Aorus Master. Và cổng kết nối chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cổng USB. Và mình không nghĩ là các bạn có thể nào dùng hết được tận 13 cổng USB trên con main này, nhưng mà 13 cổng USB là một con số thực sự là rất thoải mái, chứ không như ngày trước chúng ta chỉ có 6 cổng USB thôi. Và bây giờ mình sẽ kẹp con mainboard này vào trong với cả con Core i9 11900K. Nhìn ngầu không? Hơn 7 triệu một con mainboard. Rồi, chúng ta sẽ tắt cái đấy vào sau. Và cuối cùng ngày hôm nay để thêm phần mặn mòi thì chúng ta đến với cả một con cạc. Và có lẽ bây giờ rất nhiều các bạn đã tiếc hủi hụi rằng tại sao 2 tháng trước chúng ta không mua con cạc này với giá chỉ có hai mấy triệu thôi. Và bây giờ con cạc này giá của nó đang phi mã một cách không thương tiếc, tại vì coi đang lên rất cao. Rồi, nếu các bạn chưa biết thì đây là con cạc RTX 3080 Aorus Master. Và đây là một con cạc có mức xung cao, một trong những con mức xung cao nhất trên toàn thị trường bây giờ. Tức các bạn muốn một con bảo hành 4 năm nhé. Các bạn muốn có một con cạc nào 3080 xung cao thì Aorus Master gần như là lựa chọn hàng đầu hiện tại, tại vì xung nó rất là cao. Và các bạn nhìn nó dày không? Nó dày được gần 4 slot. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp tất cả mọi thứ vào và mình có hai thanh RAM bớt 3600 ở đây. Rồi, như vậy chúng ta đã lắp xong cái dàn test bench hôm nay để xem thử là sức mạnh của CPU Core i thế hệ thứ 11 và kẹp với cả con cạc RTX 3080 xem nó mạnh đến cỡ nào và chúng ta có thể làm được gì với nó không. Bộ nguồn đây của mình là bộ nguồn 1000W nên là các bạn có thể yên tâm về sức mạnh của nó, là nó không hề thiếu điện cho các bạn. Tomorrow. Các bạn thấy mình mặc áo khác không? Tại vì hôm qua chúng mình mất điện nên hôm nay mới quay tiếp được. Thì trước khi đến với phần hiệu năng và chúng ta nghịch một tí với con 11900K này thì đừng quên là chúng mình có phần giveaway con Aorus SSD Gen 4 trị giá 2,8 triệu đồng trong phần mô tả video nhé. Và bây giờ thì mình sau khi đã lắp toàn bộ cái hệ thống máy lên, chúng ta có 11900K, chúng ta có 16GB RAM, chúng ta có một con RTX 3080 rất to nạc ở đây. Thì đây các bạn thấy là trong CPU Z chúng ta đã nhận được đó chính là 11900K. Mức xung nó đang nhảy khá là loạn xạ tại vì đang trong chế độ desktop nên không có gì nhiều. Các bạn vừa thấy nó chính là mức xung 5.3 GHz. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ thử nghiệm với cả phần benchmark 3D Max để chúng ta thử nghiệm cái con CPU 11900K này ở chế độ mặc định xem là nó ghi được bao nhiêu điểm cùng với cả màn hình này nhé.
Đầu tiên đây là cái bài test mà các bạn khá là gần với cả các game. Các bạn thấy là mức xung nó nhảy khá là cao khi mà cá nhân khoảng tầm 4.8 đến khoảng tầm 5.1, 5.2 GHz và thỉnh thoảng có nhân lên 5.3 thì các bạn thấy. Thì cái con 11900K này nó sẽ cho các bạn mức xung 5.3 GHz trong hai điều kiện. Thứ nhất đó chính là CPU các bạn dưới 70 độ. Và thứ hai đó chính là khi mà CPU của các bạn đang hoạt động hai nhân thì sẽ có hai nhân đấy lên được 5.3 GHz. Thì nó cũng giống như con 11900K ngày trước thôi. Họ sử dụng cái thermal velocity, khi mà đủ nhiệt độ đủ thấp thì các bạn sẽ là turbo tối đa lên mức là 5.3 GHz. Còn bình thường turbo on-core nó khoảng tầm là 4.8 đến 4.9 GHz on-core. Thì đây, nhiệt độ CPU đang là 52 độ C nên là thực sự là nó khá là nhẹ. Và CPU chúng ta đang ăn là khoảng tầm 80 đến khoảng tầm 100W. Đây cũng là mức mô phỏng khá là giống với các bạn khi mà các bạn chơi game. Khi các bạn chơi game thì CPU các bạn hoạt động thực sự là khá là ít, và các bạn chủ yếu là hoạt động hoặc là cặp màn hình thôi. Mà chúng ta đã qua bài test cặp màn hình đầu tiên, thì sau đấy mình test đến cái phần là bài cặp màn hình thứ hai trong 3D Max và cuối cùng là CPU test. Ok, trong cái bài test này thì chúng ta ăn CPU hơn một chút khi mà CPU chúng ta đang hoạt động ở mức khoảng tầm là 30-40%, mức nhiệt độ vẫn giữ trong khoảng tầm 50 độ C. Và vì vậy trong một khoảng thời gian nhất định khi mà ăn ít nhân thì chúng ta vẫn sẽ thấy mức xung 5.3 GHz trên con 11900K này. Nếu như ngày trước 11900K thì các bạn sẽ khá là khó thấy mức 5.3, thì bây giờ với 11.000 thì mức 5.3 các bạn thấy khá là thường xuyên, nãy giờ mới thấy nhiều lần sắp phết rồi đấy. Và cuối cùng sau bài test này sẽ là các bài test về hiệu năng CPU, các bạn thấy là xung on-core là bao nhiêu. Cuối cùng là các bài test on-core, bài này thì chúng ta sẽ không, cái card frame nó không nhận được cái phần xung CPU đã nhận rồi. Thì các bạn thấy là khi mà các bạn hoạt động CPU rất nặng thì CPU sẽ chạy khoảng tầm 4.8 GHz trên toàn bộ 8 nhân, 4.7 đến 4.8. Và mức này là hoạt động rất là nặng và rất ít khi các bạn có thể hoạt động một CPU ở mức này khi các bạn chơi game. Đây chỉ là một bài test của 3D Max để thử sức mạnh CPU thôi. Thì hiệu năng của chúng ta đây trong bài test 3D Max thì chúng ta sẽ có là 9.122 điểm CPU và 17.470 điểm card. Điểm card chúng ta không quan tâm lắm tại con 3080 này thì mình cũng không test sâu trong ngày hôm nay. Quan trọng đó chính là con CPU này chúng ta đã được 9.122 điểm. Các bạn ghi nhớ được số điểm này nhé. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đó chính là cách làm sao các bạn chạy 5.4 GHz trên con CPU này. Thì trước khi mình làm ấy thì mình khuyên các bạn, nếu các bạn hãy làm cái việc 5.4 GHz này nếu các bạn chỉ chơi game. Còn nếu các bạn làm các việc ứng dụng nặng như là render hay dựng phim thì đừng dùng cái cách của mình này. Tại vì đây là một cách để cho các bạn turbo mức xung lên chơi game cao nhất có thể. Còn nó sẽ không đạt được độ ổn định khi mà các bạn chạy các phần mềm render. Khi chạy các phần mềm render các bạn hãy cho mình làm sao đó chính là các bạn hãy chỉ chạy mức xung mặc định mà thôi. Còn fsung hãy chủ yếu dành cho nó khi các bạn chơi game. Thì các bạn có thể download phần mềm của Intel luôn. Ngày trước các bạn phải dùng trong BIOS khá là lằng nhằng. Thì chúng ta có một phần mềm là Intel Extreme Tuning Utility. Thì cái này các bạn có thể download trên trang chủ của Intel luôn, khá là dễ. Thì rồi các bạn chạy phần mềm này lên thì nhận đây 11900K, 8x16 luồng, xung mặc định là 3.5. Thì đây các bạn có phần là Advanced Tuning. Thì đây, nhưng mà trước khi qua đấy mình sẽ có phần VF Curve. Thì tí nữa nó là cái gì thì mình sẽ cho các bạn biết sau. Nhưng mà mình cứ mặc định mình cho nó scan như này đã. Đây, khi sau khi mình đã scan cái default VF Curve này thì tí nữa mình sẽ nói các bạn cái này là cái gì. Còn sau đó chúng ta đến phần Advanced Tuning thì mình sẽ apply profile default của nó là profile mặc định của Intel. Thì đây các bạn thấy là đây là toàn bộ những gì các bạn có thể chỉnh được trong phần Intel Extreme Tuning Utility. Thì các bạn có thể là không chỉnh được đó chính là load line calibration thôi. Cái đấy thì ở trong phần là phải mainboard được cái nào tùy theo mức các bạn chỉnh. Thì các bạn cần chỉnh như này. Thứ nhất đó chính là reference clock, thì các bạn đừng quan tâm đến cái này, bỏ ngay đi nhá. Còn vertex offset có thể bỏ đi. Average ratio offset thì các bạn có thể là các bạn để về, tức là các bạn sẽ khi mà các bạn chạy cái AVX 512, tức là một cái phần chạy AVX khá là nặng đến CPU, thì các bạn cần sẽ phần giảm mức xung xuống bao nhiêu đấy. Thì đấy là tùy các bạn, là khi các bạn chạy render các bạn giảm mức xung xuống bao nhiêu. Thứ hai đó chính là các bạn có turbo boost power max, thì các bạn sẽ để cái này nó tùy thuộc theo con tản nhiệt của các bạn. Thì với con tản của mình là con tản EK nói chung khá là xịn nên là mình sẽ để ở mức khoảng tầm 250W. Còn nếu các bạn nào dùng tản thấp hơn thì được khoảng 230, 240 hoặc là 200W mà thôi. Và các bạn có thể turbo boost tối đa cái này lên là 128 giây, tức là khoảng thời gian turbo tối đa mình cho là 250W trong vòng 128 giây. Và thứ ba là core voltage thì các bạn có thể để, các bạn bình thường các bạn để, mình sẽ để ở đây là 1.475 đi. Nhưng mà mình sẽ để mức adaptive.
Bình thường các bạn ép xung, các bạn để static thì các bạn sẽ luôn luôn nhồi cái mức Vcore là 1.475V vào trong CPU lúc nào cũng thế, kể cả khi nó không hoạt động, nó rất là nóng. Và thứ hai mình để là adaptive thì cái mức Vcore đấy nó sẽ, phần mainboard và Intel sẽ sử dụng mức Vcore mặc định của Intel cho đến lên đến khi 5.3 GHz. Còn khi nào lên đến con số trên 5.3 thì lúc đấy họ mới áp cái mức Vcore là 1.475 vào và làm như vậy. Thì các bạn sẽ có đảm bảo là cái lượng Vcore nó không bị gọi là quá tải dành cho con phần tản nhiệt. Và thứ hai đó chính là về phần đây. Thì cái này đơn giản nhá, thì khi các bạn chạy 8 nhân thì xung bao nhiêu, chạy 7 nhân xung bao nhiêu, chạy 6 nhân xung bao nhiêu, chạy 5 nhân xung bao nhiêu. Thì ở đây các bạn có thể thấy là khi các bạn chạy 2 nhân thì các bạn sẽ chạy xung là 5.3 GHz, chạy 4 nhân là 5.1, chạy 6 nhân 4.9 và chạy 8 nhân 4.8, đúng cái mức mà lúc nãy mà mình vừa mới cho các bạn xem ở trong phần 3D Max Time Spy. Thì bây giờ mình sẽ on xe lên. Bây giờ mình sẽ chạy tất cả toàn bộ 8 nhân thì chạy xung 5 chấm. Còn sau đó khi mà chạy 6 nhân thì mình sẽ cho lên 5.1, chạy 4 nhân lên 5.2, và khi mà chạy 2 nhân trong các game rất nhẹ thì mình cho thử 5.4. Và chúng ta apply. Ok. Đấy, thì các bạn bây giờ các bạn có thể thấy nhá, ở trong phần CPU Z HW Info thì bây giờ chúng ta đã thấy xuất hiện cái mức xung 5.4 GHz ở trong phần này rồi. Các bạn thấy mức xung 5.4 rồi đúng không? Đấy, chúng ta có. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm trong phần 3D Max Time Spy xem là chúng ta sẽ tăng thêm được bao nhiêu điểm của nó. Rồi. Chạy thôi. Cái khả năng, cái việc ép xung như này khá là dễ và các bạn không cần quan tâm quá nhiều, tại vì đây là một cái mức khá là cơ bản. Và các bạn nếu mà dùng tản nhiệt bình thường thì mình khuyên các bạn chỉ dừng lại ở mức 4.9 thôi nhá. Và các bạn có thể 2 nhân có thể đến 5.4 được, nhưng mà chỉ dừng ở mức 8 nhân là 4.9. Khi các bạn có cái tản nhiệt đủ khỏe thì các bạn hãy dùng tản nhiệt ở mức 5.0, tại vì nó sẽ ăn khá là nhiều Vcore hơn với 4.9 rất là nhiều. Rồi, đây các bạn thấy là hiện tại mức xung chúng ta đang lên rất là cao, đã có mức xung 5.4 GHz ở trên này. Tức là các bạn game ăn ít nhân, khi mà thời điểm mà CPU ăn, mà game ăn 2 nhân thì chúng ta sẽ có mức xung là 5.4. Và lại hiện tại mức 5.2, 5.1 ghi nhận khá là nhiều, chứng tỏ là đây là một cái bài test nó sẽ ăn khoảng tầm là từ 4 đến 6 nhân CPU. Còn lại thì đấy, các bạn sẽ có cái lượng FPS nó cao hơn một chút so với ngày trước. Các bạn thấy được khi chơi game ý, cái mức điện chúng ta ăn này nó chỉ khoảng tầm là 140-150W thôi. Tức là chưa bao giờ chạm được cái mức là 250W mà mình vừa mới set ở trong cái phần Intel Extreme Utility kia, nên thoải mái. Trừ khi các bạn gọi là render cực nặng mà phải ăn đến khoảng hơn 200W mà thôi. Rồi đấy, các bạn thấy không? Khi chúng ta chạy đủ 8 nhân rất nặng, chúng ta vẫn giữ được mức xung 5 GHz. Và đây, chúng ta ăn tiệm cận mức 225W. Nó vẫn chưa đạt đến 250W mà mình set, nên là các bạn vẫn thoải mái, chẳng vấn đề gì cả. Và bây giờ các bạn, để mình so sánh với các mức điểm mà lúc nãy mình vừa test nhá. Cái này bây giờ mới hay này. Rồi, chúng ta được 9.160 điểm, cao hơn một chút so với cả mức 9.122, tức là khoảng tầm vài phần trăm. Và các bạn có thể thấy là chúng ta có ép xung lên được, nhưng mà cái mức này các bạn có thấy là mức nó tăng khá là ít so với cả cái mức mà mặc định. Nhưng mà bù lại trong game, mình đã test thử ở 5 game khác nhau thì hiệu năng chúng ta thu được ở trong 5 game thì có game là ăn CPU nhiều, game ăn CPU ít. Thì chung quy lại chúng ta vẫn tăng được khá nhiều hiệu năng trong game. Và ngoài ra cái mức turbo tối đa lên 5.4 GHz ấy, ở trong 2 nhân sẽ giúp chúng ta thỉnh thoảng vượt qua được những cái khung hình khó khăn nhất. Và mức này làm việc làm hoàn toàn khá là dễ. Đặc biệt khi mà mình sử dụng một cái mainboard nó chỉ có hơn 7 triệu là chiếc Z590 Aorus Pro AX này, mà mình vẫn có thể đạt được ở mức 5.4 GHz, thì các bạn có thể yên tâm hoạt động cái mức này ở trên các mainboard cao hơn như Z590 Aorus Master và cũng không gặp vấn đề gì cả. Và các bạn nghĩ sao về cấu hình này, và các bạn nào đã thử nghiệm cái mức ép xung này dành cho CPU kể cả thứ 10 chưa, thì các bạn cho mình biết trong phần comment nhé. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video sau ngay bây giờ.